kích thước của tử cung trong thai kỳ. Thì để dễ nhớ, ta sẽ lấy mốc là 24 tuần, là 24 tuần thai khi cái tử cung nó ngang với lại rốn. Thì ta làm ba cái lóng ngón tay ở dưới thì là tử cung khoảng 20 tuần. Và dĩ nhiên là ba lóng dưới nữa thì là tử cung trong khoảng 16 tuần thai. Và tiếp tục ta đếm lên, nếu mà từ ngang rốn ta để ba lóng ngón tay thì tương đương với lại cái kích thước 28 tuần. Và 30 tuần khi cái thai nó nằm ở giữa cái rốn ở đây và cái mũi kiếm ở đây. Ok. Yes. Và khoảng 36 tuần thì cái thai nó sẽ là nằm ngang với lại cái bờ sườn. Và ở đến giai đoạn chín mùi, tức là 40 tuần, thì cái chiều cao của tử cung nó làm khoảng từ 1 cho đến 2 cái lóng ngón tay cách dưới cái cung sườn. Khi cái kích thước tử cung càng ngày càng lớn, nó sẽ gây ra cái hậu quả outcomes là constipation, tức là táo bón, hoặc là làm cho sản phụ có cái cảm giác là mắc đi tiểu nhiều hòa và khó thở, shortness of breath. Và trong cái tam cá nguyệt 3 tháng cuối thì sẽ một số cái hiện tượng xảy ra. Thứ nhất là cái tử cung nó co, nhưng mà không phải là những cơn co của chuyển dạ. Cái cơn co này nó gọi là Braxton Hicks, hay là chuyển dạ giả. Và ở cái nút cái cổ tử cung nó bị bít với môi trường ngoài bằng cái nút chất nhầy, tức là mucus plug, ở cái lỗ cổ tử cung. Và trong cái bắt đầu khi mà quá trình chuyển dạ thì cái đầu em bé nó sẽ đi xuống dưới, cái sự hiện tượng đi xuống dưới vào cái khung chậu để khít với lại cái ống đẻ, cái là birth canal, nó gọi là engagement. Và nó gọi là sự đi xuống khít chặt của cái đầu thai nhi vào trong cái birth canal, tức là cái ống đẻ, birth canal. Ok. Và thường thì cái thai kỳ nó sẽ trình cái phần đầu của nó vào cái chỗ là cái chỗ đẻ, cái chỗ đầu để khai phá đi ra bên môi trường bên ngoài, ta gọi cephalic presentation. Cephalic tức là đầu, presentation. Và đây là cái đầu nó còn đang giai đoạn lơ lửng, và khi mà nó engage, tức là nó gắn chặt vào trong cái khung chậu. Bước vào giai đoạn chuyển dạ labor thì có 3 cái giai đoạn chính. Cái giai đoạn số 1 chủ yếu là cái sự nở, dilation, và xóa, là mất cái cổ tử cung. Nó gọi là dilation and effacement. Vào cái cuối cái giai đoạn 1 thì cái cổ tử cung nó sẽ nở hết cỡ, tức là 10 phân, và nó bị xóa hoàn toàn 100%. Cái thời gian khoảng từ 8 đến 20 giờ, tùy theo là con rạ hay là con so. Thì dilation, effacement, và cái trong giai đoạn 1 thì sẽ có hiện tượng xảy ra, đó là vỡ cái màng ối ROM để thải ra cái chất dịch từ trong cái buồng ối nó đi ra, đó là amniotic fluid. Giai đoạn 2 chủ yếu là cái giai đoạn mà tống cái thai ra bên ngoài. Thì cái thai nó sẽ đi xuống theo cái birth canal, tức là cái ống xanh, và người ta sẽ chia ra cái mức độ là nó gọi là cái trạm, cái stations. Và khi cái đầu của em bé nó lòi ra bên ngoài rồi mà thấy được thì ta gọi là crowning. Crown có nghĩa là cái chiều thiên, cái vòng đầu của em bé. Và khi trong giai đoạn 2 này thì để giúp cho cái sự sổ thai nó được dễ dàng thì người ta sẽ cắt tầng sinh môn, ta gọi là episiotomy, để giúp dễ dàng sinh đẻ hơn. Giai đoạn 3 đánh dấu bằng cái sự, và chủ yếu là cái sự tống xuất cái nhau thai và được phóng thích ra ngoài. Đây ta xem là giai đoạn 1 là chủ yếu là xảy ra ở cái cổ tử cung giãn ra và xóa mất cái cổ tử cung. Giai đoạn 2 tức là giai đoạn fetus delivery, và giai đoạn thứ 3 là placenta delivery.
Và ta biết là cái phần thai nhi khi trình diện ra với môi trường bên ngoài, trình diện tức là present, và cái sự trình diện đó là presentation. Và trong cái thai kỳ chuyển dạ thì người ta sẽ thấy cái phần, người ta sẽ có một cái mục ta gọi là presentation. Tùy theo cái cấu trúc, cái cơ tùy theo cái cơ quan của thai nhi nó trình diện ra bên ngoài như thế nào, thì ta sẽ có cái ngôi, ta gọi là ngôi ngôi đầu presentation, gọi là ngôi, thì vertex presentation là ngôi đầu, là chiếm đa số các trường hợp. Tuy nhiên có những trường hợp sách ngược, tức là ngôi mông, là bridge presentation. Và có trường hợp éo le hơn nữa thì em bé nó nằm ngang và nó trình cái phần lòi ra ngoài khi mà nó đi xuống đây, thì nó là cái phần vai của em bé, ta gọi là shoulder presentation. Trong quá trình chuyển dạ sẽ có những cái chuyển động của thai căn bản như sau. Thứ nhất là engagement, có nghĩa là cái đầu thai nhi nó sẽ xuống vào trong cái birth canal và nó gắn chặt trong đó, chứ không còn lơ lửng, floating, tức là lơ lửng ở trong cái buồng tử cung nữa. Và khi mà cái thai nó đi xuống như vậy, nó gọi là fetal descent station. Nó trải qua các cái ta sẽ có là 7 cái station tùy theo cái mức độ, và nó sẽ gọi là descent station. Và các cái chuyển động khác thì cái đầu nó sẽ gập rồi sẽ nó sẽ xoay cho bên trong lúc nó còn ở trong cái thân tử cung, và sau đó là nó sẽ duỗi, ok, và nó sẽ có cái xoay ngoài, rồi sau đó là quá trình tống cái thai nhi ra ngoài, exposure. Và ta phân biệt một số cái thuật ngữ. Thứ nhất là gravidity. Vâng, gravidity thì theo định nghĩa là số lần mang thai, bất kể là thai có sống hay là đẻ ra một cái thai còn sống hoặc là sảy thai thì cũng vẫn tính là một lần mang thai, thì những lần mang thai ta gọi là gravidity. Và do vậy nên ta sẽ có cái khái niệm là nulli, ok, nulli gravity, tức là chưa bao giờ mang thai. Còn mang thai lần đầu thì ta gọi là primi gravida. Các người phụ nữ mang thai nhiều lần ta gọi là multi gravida. Còn paridi, paridi có nghĩa là những cái lần, chỉ tính cái lần mà đẻ ra cái thai còn sống. Và như vậy ta sẽ có là cái tính từ nulli paris, có nghĩa là ám chỉ là một người phụ nữ chưa bao giờ có mang thai. Còn multi parous woman có nghĩa là người phụ nữ đã từng có thai. Thì ở trong cái giai đoạn số 3, nhắc lại giai đoạn số 3 là cái giai đoạn để tống cái nhau thai ra ngoài, placenta delivery, là giai đoạn tống cái nhau thai ra ngoài. Thì cái vấn đề này là khi cái nhau thai đã thoát ra ngoài thì cái chỗ bám của nhau thai thế còn hở và sẽ chảy máu. Tuy nhiên thì đa số các trường hợp thì cái cơ chế cầm máu nó sẽ tự cầm được cái máu mà không xảy ra cái biến chứng gì. Và cái biến chứng trong giai đoạn số 3 thì chủ yếu thì ít gặp, nhưng nếu có gặp thì thường là băng huyết sau sanh, postpartum hemorrhage. Cái nguyên nhân của băng huyết sau sanh thường nhất là đờ tử cung, uterine atony. Và trong cái giai đoạn này thì người ta sẽ hỗ trợ cái sự tống xuất cái nhau thai ra bằng cách là người ta đè như thế này. Và trong cái giai đoạn số 3, trong lúc chờ cái thai nhau thai nó tống ra thì có thể tranh thủ là khâu lại cái tầng vết cắt của tầng sinh môn. Và giai đoạn số 3 là cái giai đoạn cầm máu chủ yếu nhờ cái hormone oxytocin. Thì sau khi sanh, after birth, thì có những số cái thuật ngữ ta cần để ý. Đầu tiên là after birth, viết liền như thế này thì nó không có nghĩa là sau sanh mà nó có nghĩa là cái nhau thai, các bạn để ý. Và khi mà sau sanh thì em bé đã ra đời và tách rời cái sự dính kết với mẹ để trở thành một cá thể khác với mẹ, thì nó sẽ chia làm hai cái khái niệm. Thứ nhất là postnatal period, thời kỳ hậu sanh,
thì dành đó là thời kỳ của em bé để so với thời kỳ mà prenatal, tức là thời kỳ mà bé còn nằm trong buồng tử cung. Thì cái postnatal period là dành cho em bé, trong khi nếu mà sau sanh của mẹ thì ta gọi là thời kỳ hậu sản, tức là postpartum, và postpartum là cho người mẹ. Ok, thì trong cái quá trình này thì cái tử cung nó giãn ra trong quá trình mang thai thì nó sẽ thu hồi lại, thì quá trình thu hồi lại nó gọi là involution. Và cái sản dịch tiết ra trong những ngày đầu, những tuần đầu sau khi sanh thì con nó còn tiết ra cái sản dịch, hay gọi là lochia. Và một cái rối loạn về mặt tâm lý của một người mẹ, nhất là người mẹ có bầu con so, vừa đẻ ra con đầu lòng, thì sẽ hay rơi vào cái trạng thái tâm lý trống rỗng, mà đã được nghiên cứu kỹ, chủ yếu là những trạng thái tâm lý buồn chán sau khi sanh, ta gọi là blue. Ok, postpartum blue. Nếu mà nặng hơn thì người mẹ sẽ đi vào giai đoạn là trầm cảm và có thể phải uống thuốc. Và nặng hơn là cái người mẹ nó sẽ trở thành bị tâm thần, là có những rối loạn mà có thể rõ ràng là bệnh lý, có thể làm ảnh hưởng đến thai nhi. Đã có nhiều trường hợp bà mẹ đã giết cái thai nhi là bởi vì cái chứng đó là chứng psychosis, tức là tâm thần hậu sản. Và dĩ nhiên cái trường hợp này là phải trường hợp phải nhập viện. Trường hợp này thì có thể điều trị ở nhà nhưng phải uống thuốc. Trường hợp này thì nhiều sản phụ gặp nhưng mà có thể mau qua, không cần can thiệp, chủ yếu là có thể tư vấn để giải cái nỗi trống rỗng sau khi sanh của người mẹ. Và đây, sau khi sanh là giai đoạn lên sữa, lactation. Cái giai đoạn lên sữa, lactation nó được kích thích bởi cái hormone ta gọi là prolactin ở cái tuyến yên, nhưng mà là thùy trước của tuyến yên. Thí dụ cái mặt của ta đây, ok, thì cái tuyến yên nằm ở mãi trên đầu như thế này. Thì tuyến yên nó có hai thùy, thùy thứ nhất là thùy trước, nó gọi là anterior pituitary gland, và thùy hậu yên, thì sau của tuyến yên cũng liên quan tới trong quá trình này, ta gọi là posterior pituitary gland. Thì cái sự lên sữa nó do cái quá trình kích thích của prolactin tiết ra từ tuyến tiền yên. Và sau đó thì nó liên quan tới một khái niệm khác, ta gọi là let down reflex, tức là một cái phản xạ để xuống. Chắc là để nguyên như thế này thì hay hơn, let down reflex. Thì do em bé khi mà nó khóc hoặc là khi mà nó bú vào cái núm vú của người mẹ thì nó sẽ kích thích theo dây thần kinh cảm giác, nó đến tủy sống rồi nó sẽ trở lên não của người mẹ để nó kích thích cái tuyến hậu kích thích tiết ra cái oxytocin ở thùy sau tuyến yên. Và cái oxytocin như ta đã biết ở phần trước, nó có hai chức năng ở trong liên quan tới thai kỳ và tiết sữa. Thì oxytocin nó sẽ làm co thắt cái tử cung trở lại để cầm máu hoặc là để tống cái thai nhi ra. Thì ở đây trên cái tuyến sữa thì oxytocin nó sẽ kích thích trên các cái thùy tiết sữa, thùy tạo sữa, lactiferous lobules để làm tống ra sữa. Cái sữa đầu tiên trong những giờ đầu sau khi sanh ta gọi là colostrum, tức là sữa non. Đây là một cái dạng sữa có đầu tiên đặc và hơi màu vàng, rất là quý. Nhưng mà chỉ trong vòng cái 2-3 ngày đầu thì cái sữa non nó sẽ được thay thế bằng cái sữa thường.